Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, lại là mình review game đây. Ok anh em ơi, hôm nay với số vốn là 36.900, anh em mình sẽ cùng nhau lên con CF68 để chốt lãi anh em nhá. Đó, anh em nào mà chưa biết đến con game này có thể vào ngay phần comment tìm cái nhóm Telegram của tôi. À, trong này chia sẻ rất nhiều các cái phương pháp chốt lãi trên con CF68 anh em nhá. Đó. Rồi, hôm nay thì bắt đầu chốt lãi với cái số vốn tầm 36M9 này, coi như là 37M đi. Anh em mình sẽ cùng nhau vào con tài xỉu MD5 nhá. Đấy, tài xỉu ván đỏ đây anh em. Thả một tí câu kèo xem như thế nào. Ôi giời ơi, vừa có một cái gì đây anh em ơi. Anh em nhìn này, 1 2 3 4 này. Xong bẻo về xỉu này anh em này. Cầu này lúc nãy anh em mình vào nó là bú đẫm đầm đầm rồi. Mong sao. Vào 10 rồi đúng không? 10 rất là tròn cầu không, hay là lại một tay nữa là tài nhỉ? Nhìn tài có cửa đấy. Anh em bắt trước tầm 1 củ 9 nhá. Chưa à? 1 củ 9 nhá. Đó. Những tay đầu tiên chưa biết xu hướng của kèo như thế nào. Em mình cứ gọi là thăm dò tay đầu tiên thôi. Sau khi có nhiều thông tin hơn đấy, thì anh em mình sẽ bắt đầu đánh gọi là mạnh mẽ hơn một tí nhá. 36 củ tính này 37 đi, 37 thêm được 7 củ nữa 54 à 44 củ là đẹp. 44 45 củ là đẹp anh em ạ. Lãi một ngày mình chỉ thường chốt tầm 7 8M thế thôi. Đó, tay đầu tiên coi như là gãy rồi. Không sao. Hai đi xỉu à. Thế thì có khả năng ở đây anh em mình sẽ bắt cái cột 4 tài này là đối nhá. 4 tài này là đối này. Khả năng có thể thêm gọi là một con xỉu nữa ở đây, hoặc là nó sẽ là cái cầu 1 2 3 4 3 3 anh em ạ. Sẽ có một tay xỉu ở đây rồi. Sẽ có một tay xỉu ở đây cho anh em mình sẽ cố gắng bắt to lên một tí nhá. 5 củ à. 6 củ luôn anh em. Bắt 6 củ tay số 2 luôn. Bởi vì cái cầu này tôi đã gặp rất là nhiều rồi. Nó gọi là nhẵn mặt ở trên cái con tài xỉu MD5 rồi, như anh em chơi đã biết đấy. Con tài xỉu MD5 này cầu nó chỉ quanh đi quẩn lại thôi, nó cũng chỉ có từng lấy cầu thôi, hết 321 hết 11 sẽ là 12343 đó. Anh em cứ xem nhiều video của tôi kiểu gì cũng sẽ biết nhận biết được tất cả các cầu được chưa. Khui ai hơi đau đấy anh em ạ. Quả thứ hai bẻ hơi gấp. 1 2 3 4 2 1 à. Một hai ba bốn hai một, bốn hai một thiếu một con một đây nữa anh em mình bắt xỉu đi, thiếu một con một nữa anh em mình bắt xỉu. Lần này mình bắt 20 củ luôn được chưa. Đó, 20 củ xỉu này luôn. Tay thứ ba nhá, đánh ở đây gọi là sáng cửa xỉu rồi, mình vào luôn 20 củ chốt luôn lãi cho ngày hôm nay luôn này, được chưa. Ăn thì lên được 49M đó. Khi mà đã soi được những cái cầu gọi là chắc chắn rồi, anh em mình cứ vào rồi, vào mạnh này. Vì những cái tay đầu ấy mình có vốn to không phải sợ, đánh thì không phải sợ anh em ạ, đánh mà cứ sợ là nhà cái nó bóp hết. Chuẩn cho anh em nhất kiếm định giang sơn như tôi đã nói rồi đấy, anh em thấy chưa, rất là nhẹ nhàng thôi, không thể chạy được, quá tam ba bận anh em ạ, quá tam ba bận, chỉ một tay thôi nhá, một tay làm nên cơ đồ luôn, được chưa. Cái cầu này ấy, là một cái dạng cầu khá là khó nhận biết nếu mà anh em mới chơi. Đúng là nó là cầu đối nhưng mà là đối thiếu, đối lệch đấy, như tôi ấy nói là đối lệch đấy. Anh em nào mà tham gia nhóm Telegram tôi cũng sẽ biết. Đây là phân tích cho anh em biết này. Ở đây anh em có thể tính con 4 cột 4 này, cột 4 tài này là đối này. Ở đây sẽ là đối đúng không? Ba con này đối hai này, hai con này đối một này, một con này sẽ đối một. Anh em hiểu chưa? Một con này lúc nào cũng sẽ đối một hết. Đó. Bây giờ là tròn cầu rồi đấy, như này gọi là tròn một cầu rồi đấy anh em ạ, tròn một cầu đấy. Rồi bây giờ anh em mình có thể bỏ qua, hoặc nếu một đánh á, thì anh em có thể đánh tài. Khả năng thế này cao về tài, không về tài nhỉ? Thế là cầu đối lồng rồi, cầu đối lồng có khả năng cao hơn rồi anh em ạ.
đối lồng đối 12 này, 9, 10, 16 này. Ở đây thì 3 4 à. 4 tài ở đây anh em mình bắt tí nữa sẽ là bắt 3 tay tài nữa ở đây nhá. 3 tay tài liên tiếp anh em nhá. Đó, được chưa? Bắt 3 tay tài liên tiếp, được chưa? Đây đầu tiên này. 200 trước nhá, xem nó về tài không. Bởi vì là cầu nó đang chạy khá là ngắn, đứt. Anh em mình chỉ đang nghi thôi. Đang nghi thì anh em mình đánh vừa thôi, không nên quá gọi là sát phạt, anh em hiểu chưa? Sát phạt nhà cái và những cái tay như thế này là anh em đang vô tình bẻ, vô tình đánh ngược với cầu ở tay nhà cái đó. Nếu mà đánh ngược khả năng gãy sẽ cao, tránh cái tỷ lệ là mất hết cả gốc lẫn lãi. Anh em mình cứ đánh từ từ thôi nhá. Đó, tôi chắc chắn là tôi sẽ đánh 3 tay, nếu mà nó ra tài tôi sẽ đánh thêm 2 tay nữa. Không ra tài rồi, không ra tài rồi thì chuyện nó sẽ khác anh em ạ. Không ra tài thì chuyện nó sẽ rất là khác. Ok, anh em đợi một chút, bây giờ mình sẽ chuyển sang xoay cầu dây đi. Cầu dây ở đây à? À, đây 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 đây. Không ra tài cũng bởi vì con hàng xí ngầu 2 nó cắm đầu xuống này. Con xí ngầu 1 bình thường là nó sẽ hay dao động kiểu là 1 lên 5 hay 1 lên 4 này, rồi 1 lên có 2 này. Đó, tay này chưa rõ, anh em mình có thể bỏ qua nút một tay này đi, bỏ qua nút một tay này xem nó có ra xỉu nữa không. Nếu mà nó ra xỉu nữa thì tức là nó là sang một cái cầu mới rồi chứ không phải là lồng nữa anh em nhá. Đó, bình thường thì anh em bắt thì anh em bắt sẽ là bắt đến những cái cột dài như thế này, anh em tính là bắt những cái cột dài như thế này làm chuẩn để anh em bắt sang phía bên tay phải anh em ạ. Nhưng mà bây giờ nó đã đổi cầu rồi, cầu hôm nay cảm giác chạy nó khá ngắn anh em ạ. Đấy, nó lại về tài rồi này. Đó, về tài rồi này, về tài rồi này. Tay sau mình có thể phân xỉu anh em ạ. Tay sau mình có thể phân xỉu, mình sẽ phang đâu đấy tầm 400 xỉu, 500 xỉu đi. Ok, mình sẽ phang được 500 xỉu. Nếu mà tay này mà ăn được tiếp nữa nhá thì thêm một tay nữa là tay kết. Còn nếu một tay này mà không ăn được thì mình nghĩ là vào cái thời điểm cầu này nó xấu rồi anh em ạ. Bởi vì cái con MD5 này á, anh em chơi nhiều anh em cũng biết là cầu nó chạy đi chạy lại, nhưng mà sẽ có những thời điểm cầu nó chạy theo kiểu rất là ngắn. Nó giống như là kiểu để cho anh em tự lừa chính mình, giống như tôi vừa rồi đấy. Anh em tự lừa chính mình, chúng tôi vừa rồi tôi nghĩ con này là bắt là đối này, nhưng mà thật ra con này mới là đối cơ. Đấy, anh em hiểu không? Đó, tự lừa chính mình. Nhiều người chơi có kinh nghiệm càng biết nhiều cầu lại càng dễ dính vào những cái kiểu mà cầu ngắn như này nhá. Cầu ngắn rất dễ chết anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa? Không thể ngờ được luôn đấy, không thể ngờ được cái hướng chuyển động của cầu luôn. Thôi cũng là khó rồi anh em ạ. Hôm nay gọi là từ 36 lên 47 lời 9M rồi đúng không? Lời 9M đúng không nhỉ? Đó, thì thôi, hôm nay anh em mình chốt lại sớm này đi. Có một tay rồi đấy, ăn đúng một tay rồi đấy anh em ạ. Đó, anh em chỉ cần nhìn đúng một tay thôi. Nhiều khi anh em không cần đánh nhiều đâu, chỉ cần nhìn được đúng một tay chất lượng để chốt lãi thôi, được chưa? Còn anh em nào mà muốn biết thêm nhiều phương pháp chốt lãi hay ho hơn, anh em có thể vào ngay cái nhóm Telegram của tôi nhá. Đấy, trong đấy có rất nhiều anh em cùng chia sẻ. Tôi sẽ tích cực góp nhặt nhiều phương pháp hay ho để có thể chia sẻ cho anh em trong những video sau nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye anh em nhé.